Mặc dù không thể về chùa được do dịch Covid-19, nhưng con cũng cảm thấy rất là hoan hỉ và rất là vui mừng, xúc động khi ở nhà nhưng vẫn được tham dự chương trình Đại lễ Vu Lan. Ấy mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa nhân loại đón Vu Lan, bâng khuâng nhớ đến ân sinh dưỡng, thổn thức tâm con ngấn lệ tràn. Vu Lan là một nét đẹp văn hóa tâm linh có mặt lâu đời trong truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để con cháu bày tỏ sự biết ơn tới tổ tiên, bày tỏ tấm lòng hiếu hạnh trước công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Một trong tứ trọng ân mà mỗi người con Phật phải luôn ghi nhớ. Mùa Vu Lan năm nay thật đặc biệt vì diễn ra trong thời gian dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp. Nhưng hạnh phúc thay, nhờ có sự chỉ dạy trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử chùa Ba Vàng vẫn thực hành hiếu hạnh và đón một mùa Vu Lan thật ý nghĩa, đặc biệt. Trong kinh Nikaya, Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh các loài trong lục đạo khi nhận sự bố thí, cúng dường thì sẽ chú tâm hộ trì cho người bố thí, áp dụng lời Đức Phật dạy và ghi nhớ lời giảng của sư phụ. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, tại tư gia của mình, các Phật tử đã bày tỏ tâm hiếu hạnh đến ông bà, tổ tiên, bày tỏ tấm lòng tưởng nhớ, biết ơn của mình với những người đã khuất, mong cho họ sớm được siêu thoát và cầu nguyện cho gia đình mình bình an. Cứ mỗi độ Vu Lan về, những bông hoa hiếu hạnh của Phật tử chùa Ba Vàng lại tỏa ngát hương thơm. Mùa Vu Lan năm nay, do tình hình dịch bệnh, các Phật tử không thể cùng cha mẹ, gia đình của mình về chùa được. Nhưng ở tại gia đình của mình, các Phật tử đã khéo léo giúp cha mẹ kết duyên với Tam Bảo. Thông qua việc cùng cha mẹ nghe Pháp qua mạng trực tuyến, tụng kinh, lễ Phật và làm các việc thiện lành, đặc biệt áp dụng những lời dạy về hiếu đạo của sư phụ, các Phật tử đã thể hiện tình yêu thương với các bậc sinh thành thông qua nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa như rửa chân cho cha mẹ, nói lời yêu thương, tri ân cha mẹ, hay mua những món quà tặng cha mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Thì năm nay mình được nghỉ ở nhà thì mình có cùng với ba mẹ ăn cơm, mình chuẩn bị một món quà nhỏ dành cho ba mẹ và cả gia đình mình cùng nhau nghe Pháp. Mình cảm thấy ba mẹ mình rất là vui vì cái điều đó. Kính thưa bố mẹ kính yêu của chúng con, nhân ngày Phật Vu Lan, chúng con xin kính chúc bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc và là chỗ dựa cho chúng con trong suốt cả cuộc đời. Hôm nay là nhân ngày Vu Lan báo hiếu, con có món quà để tặng cho bố mẹ. Con chúc bố mẹ là sống lâu trăm tuổi, bọn con luôn vui vẻ, hoan hỉ và an lành. Mong ba khỏe mạnh, con có những tháng ngày còn vui như thế này, khỏe lâu. Đây con có món quà tặng mẹ nha. Vâng. Hôm nay nhân tháng Vu Lan báo hiếu, chúng con có nắm hoa tươi thắm, kính dâng lên mẹ, chúng con kính chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe. Bố mẹ mong rằng hàng ngày các con sẽ luyện tập làm sao và thực hành pháp làm sao để cho tròn chữ hiếu và đạo làm con của các con. Các con sẽ là một tấm gương sáng để cho các cháu noi theo. Chúng ta là đệ tử Phật thì không phải chỉ hiếu hạnh có trong một ngày, mà hạnh hiếu phải gắn liền với chúng ta suốt cuộc đời. Vậy nên trách nhiệm của người Phật tử tại gia chúng ta
các con phải tự mình bồi đắp cái hiếu tâm cho thật dày. Và không những vậy, chính chúng ta còn phải lan tỏa cái hiếu đạo này đến với tất cả mọi người, trước hết là đối với con cháu, người thân của chúng ta. Mong rằng qua sự chỉ dạy trên sư phụ, tâm hiếu đạo trong mỗi người con Ba Vàng chúng ta luôn tỏa ngát hương thơm. Xin kính chúc quý Phật tử một mùa Vu Lan nhiều lợi ích, an vui, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.